ai bao giờ chị lấy chồng. Vậy chị sẽ lấy anh chồng. Thế chị sẽ là vợ thứ mấy? Mà em phải nghĩ như là mình đang nhảy múa ấy. Em phải làm cho mình trước, rồi em hãy nhớ lấy cái cảm giác đó ra sao. Đến khi lên giường với anh ấy, em hãy cho anh ấy thấy những gì em nhớ được. Như thế này này. Mợ Xuân cũng chưa phải là bà chủ chính thức đâu, vì mợ ấy đã sinh cho ông chủ cậu con trai nào đâu. Ta hiểu vì sao con trai ta lại thương yêu con nhất lúc này. Em khỏe đâu. Không phải ở trên giường, dưới sàn. Nếu người này nghe con nói, sẽ hãy cho con một đứa bé trai. Riêng chỉ con mỗi con trai thôi. Số phận đã là thế. Em sao vậy? Em sẽ bị trừng phạt. Dù gì chúng ta cũng chỉ là cát bụi dưới bóng Phật thôi con ạ. Sao không? Như thế là sai trái. Em giả vờ là thích thì anh mới thích được. Rồi sẽ đến lúc em thích thật.